cho anh thấy cái mặt của anh ghét nhất. Anh mới thấy ghét. Em có anh ghét. Em mắc ghét. Em đi không có ngồi bên kia. Tinh 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 tinh. Trời ơi. Bởi vậy nói thiệt luôn á, trong cái nhà này mà không có mình á là không có ai làm được cái gì hết á. Dậy 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 dậy. Nhanh lên. Dậy. Cái gì vậy? Trời ơi. Cái này á là cái chỗ mà gọi là thiên đường ẩm thực. Không phải là chỗ ngủ của anh đâu. Không có nhà ngủ nữa. Lâu lâu anh mới có được ngày nghỉ ở nhà, không đi làm. Để anh ngủ cái đã đi. Thiệt luôn á. Thì nhìn vậy anh có chuyện gì? Tội nghiệp quá à. Nhìn thấy thê thảm, nhìn thấy hả, không còn gọi là ra dáng một người đàn ông của gia đình nữa. Chứ giờ em muốn anh phải làm sao? Em sẽ giúp anh được vô phòng ngủ với chị Nhã, chứ không có cần mà phải nằm ở đây. Trời ơi, nằm trên mấy cái ghế ê lưng ê cổ vậy nữa đâu. Thiệt à? Không bằng tình. Cách nào mới được? Ta 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 ta. Thấy cái gì vậy? Thì thấy, có đuôi đâu mà không thấy. Hai cái vé đi thành phim. Bây giờ anh xuống nước đi, xong rồi anh giảng quà với chị, xong rồi vợ chồng sẽ lại vui vẻ, anh sẽ lại được vô phòng ngủ. Anh nói thiệt với em á, cho dù bây giờ anh có nói tiếng xin lỗi đi nữa, chưa chắc Nhã đồng ý đâu. Hả? À, đó, tên tên. Em á, là em đã lên kế hoạch rồi. Em sẽ chuẩn bị nấu bữa ăn thiệt là thịnh soạn với anh đến lung linh nha. Xong rồi hả, mọi thứ vô cùng lãng mạn. Hai người sẽ ngồi với anh nến ăn. Xong rồi ăn xong á, xong rồi anh mới đưa hai cái vé xem phim ra và nói là em đi xem phim với anh nha. Xong rồi chị sẽ nhảy lên, chị ôm anh. Xong hai người sẽ quay vòng vòng như nè, như trong phim á. Vậy bây giờ là mình phải chuẩn bị đồ ăn. Đúng rồi. Mình sẽ set up một cái bữa tiệc tại nhà. Đúng rồi. Dưới ánh đèn lung linh. Anh yên tâm, yên tâm. Chỉ cần có em thôi là mọi thứ được sắp xếp hết. Chuyện nhỏ, anh biết không? Mấy cái này nè, là em là... Oh. Trời ơi. Lãng mạn quá à. Xếp vô, xếp vô, xếp vô. Chuẩn bị phải chu đáo vậy không? Còn thiếu cái gì nữa không? Còn thiếu cái gì nữa? À, nến, nến, nến. Nến, nến, nến. Thấy ra. Ôi trời. Trời ơi. Trời, em cảm ơn mình. Em cảm ơn mình vô cùng. Bởi vì mình đã chuẩn bị cho em một bữa tiệc như thế này. Trời ơi. Em nghĩ là mình đã quên cái ngày kỷ niệm ngày cưới của chúng mình rồi chứ. Ai về mình vẫn nhớ sao? Chuyện là sao? À, cái này con chuẩn bị cho vợ con. Ui, nhưng mà thôi đừng nói cho mẹ con biết, mẹ con buồn. Bà sẽ buồn, bà sẽ buồn. Con. À, mình à, đây chỉ là một cái chút tấm lòng nho nhỏ của anh dành cho mình thôi. Mình biết không, sau này á, nếu mà mình muốn hái sao trên trời á, anh sẽ biết đó. Sao vậy? Hái về tặng cho mình. Ăn mà uổng á, hiểu không? Xin phép nha hai đứa ơi. Cô, khoan. Cái đó là thịt bò ở nhà hàng nó nêm nhiều muối lắm. Mình ăn vô mình không có tốt với sức khỏe đâu cô. Vì nói đúng lắm mẹ. Dạ, mặn lắm, mặn lắm. Nhưng mà thực ra mẹ cũng hiểu điều này. Nhưng mà thời gian này mẹ tập thể dục rất là nhiều. Sức khỏe của mẹ rất là ổn định. Hơn nữa đây là tấm lòng của ba con, làm sao mẹ có thể từ chối được. Trời ơi, mẹ ăn miếng thịt bò này xong mẹ chết mẹ cũng cam tâm nữa. Ê mẹ. Biết sao cái miếng thịt bò này hình như nó xài hơi nhiều dầu á mẹ. Ăn vô là nó nhiều calori lắm. Nó sẽ làm cho mẹ mập. Mẹ còn mập nữa sao? Rồi. Mẹ nói thiệt nha, mẹ ăn xong rồi mẹ sẽ đi uống trà xanh. Mẹ uống viên trà xanh để nó bớt mỡ. Mẹ. Nhưng mà mẹ. Mẹ cứ nghĩ đi. Mẹ nói cho con biết nghe, nãy giờ là mẹ nhịn dữ lắm rồi nghe. Mẹ biết con thèm thịt bò. Mẹ biết đây là món khoái khẩu của con. Nhưng mà mẹ không thể nhường con trong cái ngày trọng đại này được. Bởi vì đây là tấm lòng của ba con. Con có hiểu không? Trời đất ơi, ba đã cực khổ mà làm cho mẹ một bữa tiệc như vậy. Mặc dù mẹ ăn mẹ rất là sợ,
mẹ rất là sợ mỡ trong máu, mẹ sợ đủ thứ, nhưng mà tại vì mẹ không thể phụ lòng ba con được. Mệt quá đi. Thôi mình à, bớt giận mình ảnh hưởng sức khỏe mình, bình đừng. Mình bớt giận mình. Ý, mình bữa nay là ngày bao nhiêu vậy? Ờ, 18. Không, em nói ngày âm á. Ờ, 15. Chết cha, bữa nay là phải ăn chay, bữa nay rằm mà. Đúng. Ba mẹ, hôm nay là ngày ăn chay, sao ăn được thịt? Ba kỳ lắm nha. Ba tự biết là mẹ ngày hôm nay là phải ăn chay, phải ăn đồ rau củ chứ không ăn thịt được. Ba đại kỳ. Cảm ơn con. Mình à, xin lỗi hơi đi nha. Thôi bây giờ về anh sẽ bù lỗ cho mình một cái đại tiệc chay nha. Ừ, ok. Thôi mình đi nha. Con ơi, hai đứa ở nhà nha. Thôi, mẹ xin lỗi đã phụ lòng hai đứa, nhưng mà bây giờ mẹ phải ăn chay với ba đây. À, không sao, chúc hai người kỷ niệm ngày cưới vui vẻ nha. Thôi. Tắt đi nồng thôi, chạy á. Ôi, bây giờ phải làm sao? Bây giờ coi như làm chuẩn bị lại. Đây. Đó. Đây, không sao. Đây, chuẩn bị lại. Đó, nghe không? Ê, dạ kìa. Dạ kìa. Em. Ờ, chị, không phải. Em, vợ sao? Bạn tiệc. Hoa hồng, thịt bò, nem. Dạ đúng rồi. Còn hai vé xem phim nữa nè. Vé xem phim nữa nè. Con rủ nhau đi xem phim. Con ôm nhau. Tôi thề ngày hôm nay tôi sẽ ly hôn với anh. Vợ ơi. Bây giờ phải làm sao đây? Anh sắp mất vợ rồi đó. Trời ơi, thì lâu lâu người ta cũng phải sụp hố một lần. Chứ có phải ai cũng lúc nào cũng thắng thế được đâu. Thì phải có lúc thất bại thì mình mới có lúc thành công được. Hồi xưa anh công nhận với em không? Cái lúc mà yêu nhau người ta thề non hẹn biển dữ dội lắm. Đó, rồi hứa hẹn, rồi hả, rồi coi như là thề độc luôn á. Anh với chị Nhã có bao giờ mà thề kiểu như là mình sẽ yêu nhau trọn đời, không bao giờ chia lìa nhau, không bao giờ cách xa nhau, có không? Có. Rồi, thế sao? Hồi đó, anh với chị có mua một bức tượng. Bức tượng tình yêu. Đâu? Bức tượng đó nghe, ta nói là nó giống như là thay cho cái lời giao ước của hai anh chị. Tức là tụi anh đã nói với nhau rằng cho dù có giận nhau, cãi nhau cách mấy, thì chỉ cần nhìn vô bức tượng là mọi buồn đau, mọi chuyện nó sẽ qua. Trời ơi, lãng mạn quá. Đâu? Đây. Tụi anh cất kỹ lắm. Nè, trời ơi. Nè. Cái tượng nhưng mà cất vô cái hộp vậy luôn hả? Hôm đó, anh và Nhã đã mua bức tượng này tại thung lũng tình yêu. Cái bức tượng này nó ý nghĩa đối với hai đứa anh biết bao nhiêu. Cho nên, hai đứa anh phải mua cái rương để đựng nó. Và vì sợ mất bức tượng, anh mới quyết định là mua ổ khóa để khóa nó lại. Bởi vì anh không muốn thằng ăn trộm mở được bằng cái chìa khóa. Cho nên anh đã quyết định quăng cái chìa khóa xuống sông. Suy ra thằng ăn trộm không mở được, anh cũng không mở được luôn. Hết chuyện rồi hả? Hết chuyện rồi. Trời ơi, tôi tưởng là kể chuyện ngôn tình. Ai dè thất quốc à. Bây giờ để em nghiên cứu nè. Em nói thiệt luôn á, đời anh mà không có em là đời anh hoang tàn. Coi nè cưng, nói mà không biết nhìn lại mình phá hoại người ta biết bao nhiêu. Biết cái gì không? Cái kem tâm chứ gì. Trời ơi, mày giỏi quá Viên ơi. Trời ơi. Tăng tăng. Trời ơi em ơi. Hay. Em nghề quá vậy Vi. Mình giỏi quá. Cảm ơn nha. Dạ. Em... Rồi, mở ra. Đó, khoan. Coi như là quay phim. Quay lại giây phút gặp lại bức tượng xưa. Đó, quay phim. Ồ, nước mắt lưng tròng. Trời ơi. Bức tượng tình yêu. Bức tượng vậy thôi hả?
Trời ơi, tôi tưởng hồi nãy giờ là bức tượng mà kiểu mà của châu Âu rồi này kia đẹp dữ lắm. Bức tượng gì đâu ha ông bà, tôi nói thiệt keo dễ sợ luôn, không chửi không được á. Đã chịu khó mua bức tượng để làm kỷ vật trăm năm rồi thì chịu khó mua cái nào mắc mắc, hoặc ít ra thì bỏ thêm mấy chục ngàn rồi tô màu đấy, cái này tượng tô màu của người ta nè. Kệ người ta đi, đó tượng thời sinh viên của người ta thì người ta có bao nhiêu người ta để như vậy. Ai biểu này phải cho em coi. Thôi. Vi, em là ai? Là chuyên gia hòa giải. Em là nữ hoàng phá hoại. Vừa yêu luôn bên ta, và khi ta khó khăn nhất, vừa luôn luôn thương ta, chăm sóc ta bao điều. Lúc lời tin nhắn, mong tưởng rửa sạch sẽ ngôi nhà có, nào thì chắc sẽ như khoảng thứ ba. Vừa yêu của anh ơi, em là tình yêu của anh. Em uống rượu